Hello đại gia đình, chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh Huỳnh Trí Bảo. Thì hiện tại Bảo đang có mặt ở nhà nội nè cả nhà. Hôm nay Bảo và ba cũng như Vincent. Chào anh, chào cô chú đi con. Chào cô chú, hôm nay con. Hôm nay con đi sinh nhật ông nội mười. Con đi được rồi. Đó, thì hôm nay là ngày sinh nhật ba mình nè. Đó. Hôm nay là ngày sinh nhật của chú mười mình cả nhà. Hôm nay chú mười mình là lần đầu tiên trong đời tổ chức sinh nhật rất là to luôn á. À, cả nhà đang gặp chính nè. Xin chào. Hôm nay là lần đầu tiên tổ chức sinh nhật hoành tráng không chú ạ? À? Lần đầu tiên. 40 mấy nồi bánh chưng bữa nay mới được á. Đó, đó là đến 10 rồi đó. Chuẩn bị bánh sinh nhật quá trời luôn nè, quá dữ không? Ôi đất ơi nè, hoa nè cả nhà nè. Đây pin con trai chú 10 nè. Chào mọi người. Hoa nè, happy birthday nè, anh Chiến nè, em Chiến nè. Quá trời, bánh kem này ăn không hết rồi. Chặt luôn, lấy bó hoa ra. Bó hoa ra. Đổ hoa nghe. Wow, ổ hoa cho đứng lên đây nè. Đẹp quá cả nhà ơi. Hoa đẹp ghê không? Gió đổ bên. Để chống nằm đây con bỏ này ra đi. Bên đây là vàng nhạc sống mà nó ở nhà. Xung quanh đây là những anh em hàng xóm cũng như là những anh em thợ lính của chú Mười á. Rồi cũng như là gia đình, bạn bè. Hôm nay là thấy vòng vòng ở đây là 8 bàn cái sân mình lên hình đẹp ghê không cả nhà. Đó, rất là đẹp. Rồi một lát nữa hẹn cả nhà quay lại nha. Mọi người bắt đầu đông đủ rồi nè. Có mấy anh em con chú Tám về nè cả nhà ơi. Đó bà mấy anh em ngồi nè. Thông nè, Chánh nè. Mấy đứa em bạn của Bo nè, mình Chí Đạt nè. YouTuber Quỳnh Chí Đạt đó. Bên đây là bàn của mấy anh em chú bác, chú ba, chú tám, chú tám này cả nhà. Đó. Bên đây là bạn của chú Chín ngồi. Đó, bạn chú Chín ngồi đó. Bên đây là mấy anh em của công ty của chú Chiến nè. Chích phát cho anh Bảo vô. Một hai ba vô cái đi. Chúc mừng sinh nhật chú Chiến đi. Quá dữ. Hôm nay cũng là mấy anh em của công ty Thiên Kim, tức là công ty của Chính Na Thím Mười. Bên đây là sắt thép là riêng, còn bên đây là đội sắt thi công chuồng trại là riêng nha. Còn bên đây là bên kia là mấy anh em bạn bè của chú Mười. Thì đây hiện tại giờ còn một bàn nè. Một bàn này nữa thì giờ một lát nữa thì còn mấy anh em tới nữa. Ba Bảo thì ngồi bên kia. Em mà hôm qua là em. Đó, ba ngồi bên kia. Em dặn ai biết không? Lát chuẩn bị chuẩn bị bà nội nè. Nội ơi, nay vui không nội? Nhất. Nhất luôn hả? Nhất. Thành phố ok là phải không? Dân nó đang nè. Bánh hoa rất là nhiều cả nhà ơi. Bây giờ chuẩn bị chú Mười phát biểu hay gì đây? Vui ha cả nhà ha. Lần đầu tiên chú Mười tổ chức sinh nhật nè cả nhà. Tôi xin chào toàn thể cô bác, các anh chị và các bạn thân thương đã đến đây chung vui cùng ngày sinh nhật của Tấn Chiến. Và đầu tiên thì hôm nay là ngày sinh nhật, nhưng mà cũng thế như cái ngày mà tất niên mà để mình làm á, thì mời các em giúp cho một ngày tân niên luôn nha, chứ không phải là để sinh nhật nữa rồi. Không phải đồng xanh đâu. Và một lần nữa rất cảm ơn toàn thể anh chị và các bạn. Chúng ta cùng nâng ly 1, 2, 3 để vô đây ạ. 1, 2, 3, vô. Và sau này mình mở một bài nhạc Happy Birthday. Happy birthday to you.
hơi bị bóng rồi nha, bóng rồi nha. Rồi mời chú Mượn lên đây mấy đứa. Đứng dậy đi lấy cho chị hai cho thấy chú được. Nó tí đứng lấy liền nha. Ủa. Giờ thì anh bảo cái nắp đây. Này gì đây? Cháo một câu. Sắp. Cháo một câu. Nghe cái tiếng tắc tắc nó lằn bình lên hát. Bài này có một bài này bài mới bài cũ không biết. Bài đâu? Đưa. Dạ hôm nay xin chào ba. Con muốn quà tặng ba là bài hát thôi. Chỉ có riêng em và anh ở nơi rất xa. Ngày ấy khi bên cạnh em thì mãi còn đây. Nói nhiều em mới đã yêu từ đầu.
là con của chú, bạn của chú Mười mình đó nha. Hay rất là coi video của Bảo và Ngọc. Thì hôm nay qua đây chơi được dẫn ra chú rồi hôm nay muốn quay với em cho vô trường khoe với bạn nha. À, tên gì? Chào khán giả của anh đi. Chào cô chú đi. Con tên gì? Em tên gì? Alo. Trần Gia Huy. Trần Gia Huy, học lớp mấy ở đâu? Đó là bốn trường học Kim Đồng nha cả nhà. Rất là dễ thương, đẹp trai quá trời luôn không? Nhớ mong người tình bé nhỏ. Tiếng ơi van xin tiếng ta hãy cố quên người. Xin cho tôi ngoài tháng năm mình bằng bao nhiêu con của cô giáo mình đó cả nhà. Đừng nhớ những tiếng nói vẫn đặt cột vào trong đầu. Quên đi tiêm môi ơi ta hãy cố quên người. Dẫu suốt đời này ta cũng chẳng khi nào quên. Với thân chưa quên được, tháng năm vẫn chưa quên được. Vẫn còn đợi chờ, ôi ôi đêm đêm bao giờ. Vẫn sao sao đành, tháng năm vẫn không sao đành. Này hỡi tiêm môi mong sau này ta sẽ quên. Chú Tám nè cả nhà. Thì chú Tám mình mới vừa mở một cái kênh YouTube là chú Tám ô tô cũ Biên Hòa cả nhà. Để chú Tám chuyên về buôn bán kinh doanh ô tô cũ của Biên Hòa, ở Biên Hòa, tất cả các loại xe luôn. Thì cả nhà mình mà cô chú anh chị nào có nhu cầu về xem về xe, muốn tìm hiểu về xe đó, mình có thể ghé qua kênh chú Tám ô tô của Biên Hòa hả. Lượt sub cũng rất là cao rồi đó, mới mở có mấy video mà cũng gần 10.000 người theo dõi rồi đó cả nhà, quá trời nổi tiếng đúng không. Nhật chính hát ngoài cả dâu mẹ nè cả nhà. Mong muốn
nhân sống xa quê mình. Mẹ ngồi du con, đông đưa bóng thương nằm qua tuổi mòn. Mẹ nhìn quê hương, nghe con mình buồn, giọt lệ ăn nắng. Vô ông lại, vui không? Giọt lệ ăn nắng, đưa con về chân, nỗi nhục chung thân. Bà nội á, cả nhà biết sao không? Mọi người mà có thiệt tùng hay là những anh em con cháu tụ họp lại đông đủ, nội rất là vui, nội đi tới đi lui vậy. Toàn thể anh em và các bạn một tác phẩm ngựa hoang. Ngựa hoang bỗng thấy mơ để quên những vết thù. Ngựa hoang muốn về tâm sông nhẫn nhục, dòng sông mơ màng mắt trong thơm ngon. Ngựa hoang quên Thank you.
Chị ngày sinh nhật của chị Kiều Hà vẫn là Tika.